Chờ anh có lâu không em? Anh Trung, khuya nay anh đi rồi. Anh phải đi ngay đêm nay cho kịp chuyến. Và anh phải qua lộ trước khi trời sáng em à. Anh Trung, như vậy là chúng ta chỉ còn tiểu đoàn như cánh chim tung khắp trời nam. Anh thích chi nam nhi thỏa nguyện bình sanh của anh rồi, một hướng đi rạng rỡ chân trời, một cuộc đời tuyệt vời. Em à, anh ra đi, anh đặt tất cả hy vọng vào em. Em hãy xứng đáng là người con tốt của gia đình, của xã hội. Anh xin gửi gắm cả hai gia đình lại cho em nha. Lời lẽ ngây thơ mà chan chứa tình nồng nghĩa mặn. Để em hò đáp lại nghe anh. Ừ. Chồng chỉ là du kích tuy chàng lanh quanh trong vùng địch, mà tháng ngày vợ chồng còn đi về quấn quýt bên nhau. Còn người yêu tôi giàu chủ lực tôi cũng tự hào, nhưng anh chàng mãi hành quân khắp nẻo. Nhưng anh chàng mãi hành quân khắp nẻo, có biết ngày nào anh ở đâu. Hiếu,
của đạo nghĩa ngàn đời ngẫu nhiên mà gặp gỡ. Thì lương duyên hiếu trung sẽ đẹp đẽ và đầm ấm thủy chung như lý tưởng người xưa cho là lương duyên tầng tân châu trần. Khi đã yêu nhau thì dù cách xa vẫn dầm cung gần, hai tâm hồn cùng hòa chán ý nguyện, cùng hướng thẳng con đường hạnh phúc tương lai. Chúng ta sẽ mãi kỳ giáo như phút giây hội ngộ đêm nay, trong tay hòa nhịp tim đầy nhiệt quyết, mắt nhìn nhau khắc họa bóng hình đậm nét thân thương bền như sông núi. Nắng mãi lòng chung gánh nặng, hai ta cùng gánh gia. Ôi mất một bóng yêu, nghe coi lòng tan ra, vắng một người thân thêm phờ pha cả tâm hồn. Góc trời trong nào không gần buồn, cành chia ly nào không áo nào, xa chăng nào không gây nỗi nhớ niềm thương. Em ơi, nhưng mà chúng ta đâu phải là tầm thường nông nổi, trung kiên cường bất khuất, yếu thì hiền thục đảm đang, mỗi đau xót thêm trôi rèn ý chí và cuồng phong càng nung nấu nhiệt tâm. Thấy chưa, nhắc tới chiến trận bừng sôi, nói tới non nước xa vời là nó quên đứt em rồi à. Quên hồi nào, anh sẽ viết thư cho em mỗi một ngày 2 lá. Mấy lá? 2 lá. Một ngày mà viết 2 lá? Trời ơi, dốc quá hà. Sao nói anh nói dốc? Vậy chứ bộ đội nuôi anh cả ngày để cho anh viết thơ cho em không hả? Chưa có xa em giây phút nào mà anh đã nói dốc rồi hả? Ý anh quên, anh nói là một tuần anh sẽ viết thư cho em 2 lá. Một tuần viết 2 lá thì còn tin được, chứ một ngày mà viết 2 lá, trời ơi dốc quá hả? Người ta nói một tuần mà. Mà đối với anh đó hả, chỉ còn tuần đầu thôi à, qua tuần sau là anh quên em tút lút á. Nghi quan cho người ta rồi đó nghe. Nè, tin anh đi. Không tin đâu. Thôi tin đi mà. Không tin. Tin 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 à, không tin. Anh nói thiệt mà. Thôi được rồi, thấy cái mặt tội nghiệp quá. Thôi kệ, tin đại đi. Trời ơi, tin mà tin đại. Không, tin thiệt hả? Thì rồi, tin thiệt đó. Bởi vậy em ghét anh ghê á nha. Tính cho cái này nè, mà không cho. Cho cái gì vậy em? Ủa cho cái gì vậy? Anh xây mặt qua bển đi. Xây qua bển hả? Rồi có nhắm mắt không? Không cần đâu. Rồi chưa? Rồi, xây qua đi. Đưa cái tay mặt đây, em cho nè. Ý, đồng hồ. Trời ơi, đẹp ghê hả em? Em đeo cho anh nghe. Mà sao đeo tay này? Trời ơi, đồng hồ hồi đó giờ người ta đeo tay trái, chứ ai đeo tay mặt. Ai đeo tay trái thì kể người ta đi. Còn em bắt anh phải đeo cái tay mặt. Anh biết tại sao không? Sao? Tại vì á, anh thuận cái tay mặt, thành ra em phải đeo cái đồng hồ vô tay mặt của anh, để mỗi khi mà làm việc á, anh nhớ đến em. Chứ nếu mà anh đeo tay trái hả, rồi anh quên em sao? Sao quên được mà quên? Nghe anh hứa nè,
Suốt cả cuộc đời này á, anh sẽ đeo cái đồng hồ này vào tay mặt để anh mãi mãi nhớ tới em. À Hiếu à. Dạ. Tiền đâu mày mua cái đồng hồ này vậy? Em để dành từ khi em còn đi học lận. Hiếu, em mua đồng hồ tặng cho anh rồi, anh biết lấy gì mà tặng lại cho em bây giờ? Ý, có đây rồi. Cái trời đất ơi, đánh giặc rồi mà mang theo đàn làm gì? Văn nghệ, đánh giặc thì đánh giặc, mà văn nghệ thì văn nghệ chứ. Cũng tại cái cây đàn này nè, mà thành ra mới có cuộc chia tay đó. Mà cũng tại anh nữa đó. Sao tại anh? Sao kỳ vậy ta? Thiếu gì bài, anh không chịu dạy cho em ca. Đi dạy em cái bài chia tay. Trời ơi, cái bài gì mà khó ca thấy mồ hả? Em ca cứ bị đâm hơi hoài hả? Trời ơi, bài ta hay muốn chết luôn mà là khó. Em học em lo ra không à. Em tập cũng cả chục lần em ca mới được đó. À, em hư cái đoạn này nè phải không? À, để anh dạo lại cho em nghe nè. Dơ chứ... Đâu phải cái câu này. Câu nào ta? Cái câu mà em đâm hơi hoài đó. Bộ anh quên rồi hả? À, cái câu mà em đâm hơi phải không? Anh nhớ rồi. Để anh dạo lại cho em nghe nè. La 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 la. Kia anh trăng thâm thò như e thèm, như lén nghe chuyện tình hai đứa mình. Sóng nước dâng dạt vào nỗi tâm sự, qua lá đa ngâm ngừng vui duyên mình. Giờ chia tay quên ương, lời thủy chung không phai. Tim sắc son tháng ngày em mong đợi, sông nước yên anh về vui đã. Thò như é thẹn, như lén nghe chuyện tình hai đứa mình. Gái miệt vườn đẹp nhất